Hỏi đến từ khán giả Huỳnh Chu ạ. Xin chào chuyên gia ạ. Cho tôi hỏi là gà nhà tôi mới bắt về nuôi. Vậy xin hỏi là bao nhiêu ngày tuổi thì mình chích vaccine cho gà và sử dụng những loại vaccine nào ạ? Dạ vâng, sau đây xin mời khán giả Huỳnh Chu cùng những bà con quan tâm về vấn đề này. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời tư vấn từ chuyên gia Phạm Ngọc Khạch ạ. Dạ vâng, chuyên gia. Vâng, thưa anh, đối với gà và đặc biệt anh nuôi gà thương phẩm, gà lấy thịt thì anh có thể sử dụng các cái loại vaccine và theo các cái giai đoạn tuổi như sau. Khi gà được 3 đến 5 ngày tuổi, tất nhiên là gà 1 ngày tuổi hoặc 0 ngày tuổi là phải phòng Magic. Thì cái vaccine Magic này do cái nơi sản xuất giống người ta sẽ làm cho mình. Còn khi mà đàn gà về gia đình thì các bác và bà con cần tiến hành các cái loại vaccine như sau. Khi gà được 3 đến 5 ngày tuổi thì dùng vaccine kép từ NDIB nhỏ cho gà, liều lượng theo cái chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và khi gà được 10 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh đậu hay là trùng đậu cho gà. Khi gà 14 đến 15 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh cúm. Và khi gà 18 đến 21 ngày tuổi thì dùng vaccine NDIB, tức là phòng bệnh Newcastle và viêm phế quản truyền nhiễm lần 2. Và khi gà được 45 đến 50 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng. Như vậy là đối với đàn gà thịt thì phải tác động 5 giai đoạn với 5 loại vaccine. Câu hỏi của khán giả Hoàng Văn Nhiên đến từ Mai Sơn, Sơn La, có số điện thoại là 01665, 3 số cuối là 282. Có hỏi về trường hợp một con lợn được 4 tháng tuổi, lợn có hiện tượng ho, đi ngoài phân loãng màu đen, thở hóc bụng, thân nhiệt lạnh, bỏ ăn và đã bị mất 10 ngày, đã sử dụng Macfor và Enrofloxacin cộng với đường gluco nhưng không thể hiện không thể đạt hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Dạ vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, thưa anh, trong cái trường hợp này theo chúng tôi đây là cái triệu chứng của bệnh tai xanh và nó kế phát viêm phổi màng phổi đồng thời ghép với viêm ruột. Đây là một bệnh mà do virus gây nên và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Còn việc điều trị ở đây là nâng cao sức đề kháng, điều trị triệu chứng và dùng kháng sinh để điều trị bệnh kế phát. Do vậy tôi giới thiệu cho anh cái phác đồ như thế này. Thế vậy thì trong trường hợp cụ thể đối với đàn lợn của nhà anh thì anh phải tách riêng những con lợn ốm ra khỏi đàn. Thì cái tách lợn riêng ra nó có mấy cái ý nghĩa. Thứ nhất là tránh hiện tượng lây lan, để thứ hai là dễ chăm sóc nuôi dưỡng, và thứ ba là dễ điều trị và để cho đàn lợn nhanh chóng được hồi phục. Thì đấy là cái bước thứ nhất anh cần phải tiến hành. Bước thứ hai là phải xử lý chuồng nuôi và môi trường chăn nuôi bằng cách là chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo, đặc biệt là phải dùng thuốc sát trùng tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường chăn nuôi cứ ngày một lần và liên tục một tuần đến hai tuần liền. Trong trường hợp nếu mà nuôi nhiều lợn ở các cái dãy chuồng khác nhau thì cần phải chăm sóc đối với đàn lợn khỏe trước rồi sau đó mới chăm sóc đàn lợn ốm, và sau khi chăm sóc đàn lợn ốm xong thì phải thay các cái dụng cụ chăn nuôi hay là thay là các dụng cụ chăn nuôi cần phải xử lý và các bảo hộ lao động phải xử lý, tức là gì, phải hấp tiệt trùng, thì có như vậy mới tránh được cái hiện tượng lây lan. Và anh dùng theo một cái phác đồ sau đây. Việc đầu tiên là dùng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Thì anh dùng vitamin C kết hợp với B1, kết hợp với caffeine và kết hợp với urotropin tiêm cho lợn ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng thuốc kháng sinh hoạt phổ rộng để điều trị bệnh kế phát. Thì anh dùng Amoxicillin hoặc là Zenmoxicillin hoặc là Zentadox. Anh tiêm vào buổi sáng, còn buổi chiều anh tiêm những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Cepket 7510, như Cep 5.0 hoặc là BioCep, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng glucocase kết hợp với multivit, kết hợp với giải độc gan thận và men tiêu hóa, hòa với nước cho lợn uống tự do. Với phác đồ trên anh điều trị liên tục từ 5 đến 7 ngày. Cứ nói là ít nhất là phải 5 ngày, còn là phải 7 ngày và thậm chí có trường hợp là phải 10 ngày. Chúc anh xử lý thành công. m-nông-nghiệp.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nongnghiep.vn hoặc nongnghieptv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nongnghiep.vn. Thông tin vì nhà nông, về nhà nông.